Cá vô sắc thủ là một trong những loài động vật có vú dưới nước dễ nhận diện nhất trên thế giới, nổi tiếng với cơ thể hai màu trắng đen độc đáo. Cá vô sắc thủ trở thành sinh vật thân quen với mọi người nhờ những bộ phim dễ thương như Free Willy lẫn những tác phẩm tài liệu gây tranh cãi như Blackfish. Là loài động vật sống tập thể và thông minh, cá vô sắc thủ thường bơi thành từng tớp san sát nhau. Mỗi tớp lại có văn hóa riêng biệt với những chiến thuật và kỹ năng săn mồi được truyền qua nhiều thế hệ. Và nếu bạn chưa biết thì cá vô sắc thủ thực ra không được xem là cá voi, chúng là thành viên lớn nhất của loài cá heo. Cá vô sắc thủ hiện diện ở mọi đại dương trên toàn thế giới và được xem là những kẻ săn mồi vô cùng tàn nhẫn. Nhưng tại sao lại như vậy? Trong video ngày hôm nay, Ultraxe sẽ cùng các bạn khám phá những sự thật thú vị về nó nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Số 1. Phân loại và tiến hóa. Cá vô sắc thủ còn được gọi là cá heo đen lớn hay cá hổ kinh, có danh pháp là Oceanus orca, là thành viên lớn nhất của họ cá heo đại dương. Đây là phân loại lớn nhất trong họ. Cá vô sắc thủ sống tại tất cả các đại dương trên thế giới, từ Bắc Băng Dương và vùng châu Nam Cực cho đến các vùng biển nhiệt đới ấm áp. Cá vô sắc thủ được ghi nhận là loài duy nhất còn tồn tại trong chi Oceanus. Cá vô sắc thủ là một trong 35 loài họ cá heo đại dương, những loài mà đã khởi phát từ khoảng 11 triệu năm trước. Nòi giống cá heo voi có lẽ phân nhánh sớm ngày sau đó, mặc dù nó có điểm tương đồng về hình thái học với cá hổ kinh lung, cá ông chuông, chi cá voi hoa tiêu, nhưng họ hàng gần gũi nhất của nó còn tồn tại là loài cá heo. Số 2. Có tổ chức xã hội chặt chẽ. Đã có không ít bằng chứng cho thấy cá vô sắc thủ cực kỳ yêu thương đồng loại, không giống như nhiều loài động vật khác. Cá vô sắc thủ bơi cùng ít nhất 5 nhóm orca khác nhau, và điều thú vị là tất cả bọn chúng đều yêu thương và chăm sóc cho con cá bị thương. Một điều cực kỳ hiếm gặp trong thế giới động vật, bởi luôn có sự tranh chấp giữa các quần thể và những cá thể bị thương thường bị bỏ mặc đến chết. Có lần, nhóm nghiên cứu đã chứng kiến một cảnh tượng xúc động, hai con cá vô sắc thủ cái rẽ sống trên mặt biển và mỗi con ngậm trong miệng một con cá chích lớn cho con cá bị thương. Cá vô sắc thủ là loài có tổ chức xã hội cực kỳ chặt chẽ, hơn bất cứ loài động vật nào khác trên hành tinh ngoại trừ con người. Đó là lý do giải thích tại sao cá vô sắc thủ thường mắc cạn theo bay. Bởi khi một thành viên nào đó vô tình bơi vào vùng nước nông và mắc cạn, những con khác trong đàn sẽ không bỏ mặc nó mà tìm cách ứng cứu. Số 3. Chỉ có khoảng 45 chiếc răng. Cá vô sắc thủ trưởng thành rất khác biệt và không thể lẫn với bất kỳ sinh vật biển nào. Khi quan sát từ xa, những con chưa trưởng thành có thể bị nhầm lẫn với các loài thuộc bộ cá voi như cá ông chuông hay cá heo rizzo. Răng của nó rất khỏe và được bọc miệng răng, bộ hàm của nó có khả năng kẹp mạnh mẽ. Những chiếc răng hàm trên lấp đầy chỗ trống giữa các răng hàm dưới khi khép miệng. Những chiếc răng cửa có xu hướng nghiêng nhẹ về phía trước và bên ngoài, do đó cho phép nó chịu được động tác chật mạnh từ con mồi, trong khi các răng giữa và răng hàm giữ chặt con mồi tại chỗ. Cá vô sắc thủ có khoảng 45 răng dài, khoảng 7,6cm mỗi chiếc. Chúng rất sắc nhọn để sử dụng trong việc cắn và xé con mồi. Chúng thường nuốt chửng thay vì nhai thức ăn, và những con quái vật khổng lồ này có thể nuốt chửng những con hải cẩu nhỏ và sư tử biển. Còn những con mồi lớn hơn thì được xé thành từng mảnh nhỏ trước khi ăn. Số 4. Tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh đối với động vật có vú. Cá vô sắc thủ được phân biệt bởi khả năng di chuyển của chúng, khiến chúng thậm chí giống cá heo hơn. Cá vô sắc thủ thích hoạt động và di chuyển trong nước. Trong quá trình truy đuổi con mồi, cá vô sắc thủ không nhảy ra ngoài mà vẫn ở trong nước. Thông thường nó rất bị thu hút bởi âm thanh mà những chiếc thuyền mái tạo ra. Cá vô sắc thủ có thể đuổi theo nó trong một thời gian rất dài. Những cư dân của đại dương này có thể di chuyển với tốc độ 56 km/h. Với tốc độ đó, cá vô sắc thủ cũng đạt vị trí quán quân trong ngôi vị loài động vật có vú biển di chuyển nhanh nhất. Số 5. Vòng đời tồn tại khá ngắn. Cá vô sắc thủ cái trưởng thành ở tuổi 15, sau đó chúng bước vào thời kỳ của chu kỳ sinh sản và thời kỳ không có chu kỳ vào khoảng giữa tháng 3 đến 16 tháng. Thời gian mang thai từ 15 đến 18 tháng, để tránh giao phối cần huyết, con đực và con cái kết đôi từ đàn khác. Con mẹ đang nuôi con, luôn chỉ có một con duy nhất, khoảng một con trong 5 năm. Con cái sinh sản đến khoảng 40 tuổi, nghĩa là trung bình vòng đời của chúng nuôi 5 con non. Tuổi thọ trung bình của những con cái là khoảng 50 tuổi, tối đa có thể lên tới 80 đến 90 tuổi. Một con cái mang tên Brandy được ước tính khoảng 103 tuổi. Con được trưởng thành sinh lý ở độ tuổi 15, nhưng thường giao phối ở độ tuổi 21. Tuổi thọ trung bình của những con đực là khoảng 29 tuổi, tối đa là 50 đến 60 năm. Một con đực ở Old Tom xuất hiện ở mọi mùa đông tại New South Wales, Australia, khoảng từ thập niên 1840 đến 1930, có độ tuổi khoảng 90. Số 6. Không nghén bố con thằng nào. Cá vô sắc thủ chính là cơn ác mộng của loài cá heo nói chung.
Dù cũng nhanh nhẹn và cực kỳ thông minh, nhưng rất ít trường hợp những chú cá heo tội nghiệp thoát khỏi bộ hàm với gần 50 chiếc răng sắc nhọn của những tên sát thủ này. Bên cạnh cá heo, một hung thần biển cả khác vốn sở hữu sức mạnh đáng nể và cùng đặc biệt thông minh nhưng vẫn trở thành bữa ăn giàu protein cho cá voi sát thủ, đó chính là loài cá mập trắng lớn. Có thể nói cá voi sát thủ là loài động vật ăn thịt đầu bảng của đại dương, tức là bản thân chúng không có bất kỳ kẻ thù nào ngoài tự nhiên. Chúng thông minh, mạnh mẽ, nhanh nhẹn và cực kỳ khéo léo. Có lẽ một kẻ thù của cá voi sát thủ trên trái đất chỉ là con người mà thôi. Số 7. Thích tấn công trẻ em. Có lẽ nên đặt thêm biệt danh cho cá voi sát thủ là ông kẻ của đại dương, bởi chúng cực kỳ thích săn bắt và ăn thịt các con non, từ những chú hải cẩu, sư tử biển, thậm chí đến cả cá nhà tán con. Cá voi sát thủ đặc biệt thích tấn công những chú cá voi lên gù non bằng cách săn mồi theo bầy, thường là cả một gia đình gồm 3 đến 5 con, hoặc thậm chí là hai gia đình cùng kết hợp. Chúng thích con cá voi con ra khỏi cá voi mẹ và sau đó liên tục tiêu triển những cú hút đầu khủng khiếp, tấn công cá voi lên gù con cho đến khi nó tử vong. Có lẽ chính vì lý do này mà gần đây như tất cả các loại cá nhà tán khổng lồ đều không ưa cá voi sát thủ. Nếu thường xuyên theo dõi, bạn sẽ không cảm thấy bất ngờ khi thấy cá voi lên gù hay cá voi xanh thường chủ động tấn công cá voi sát thủ. Và tất nhiên, không phải để ăn thịt bởi thức ăn chủ yếu của chúng là động vật thân mềm và các loài cá nhỏ, mà là để bảo vệ con mồi của chính cá voi sát thủ. Đứng với câu kẻ thù của kẻ thù là bạn, theo thống kê có đến 87% trường hợp cá voi lưng gù xuất hiện khi đối thủ đang săn mồi và có 89% tình huống cá voi lưng gù có mặt đúng lúc khi cá voi sát thủ đang tấn công các loài vật khác. Số 8. Kho tàng chiêu thức săn mồi thượng thừa. Cá voi sát thủ nổi tiếng với chiến thuật đi săn theo nhóm và biết cách lên kế hoạch hoàn hảo trong nhiều tình huống. Không những vậy, chúng còn sở hữu những chiêu thức kết liễu đối phương rất sức phức tạp và cũng cực kỳ hiệu quả. Một trong số đó là tuyệt chiêu Karate Chop. Tiến sĩ hải dương học Ingrid Fisher, chuyên gia nghiên cứu hành vi săn mồi của loài cá voi sát thủ trong hơn 20 năm qua, đã mô tả chiêu thức này như sau. Con cá voi sát thủ sẽ dùng cái đuôi cực khỏe của nó để lái con cá mập lên gần mặt nước. Chúng thậm chí còn không chạm vào con cá mập, mà chỉ sử dụng lực đẩy từ đuôi, tạo ra một con sóng ngầm đẩy con cá mập lên phía sát mặt nước. Sau khi cá mập đã bị đẩy lên sát mặt nước, cá voi sát thủ sẽ ngay lập tức vung vẩy, cuộn mình lên khỏi mặt nước và dùng chiếc đuôi chặt mạnh xuống đầu con mồi, khiến nó choáng váng thậm chí là bất tỉnh. Ngoài ra, cá voi sát thủ còn có một chiêu thức bí mật khác chuyên dùng để săn cá mập trắng lớn, vô cùng đơn giản nhưng lại hiệu quả không ngờ, đó là hút đầu. Sau khi phát hiện ra con mồi, cá voi sát thủ sẽ lấy đà và hút thẳng vào đối phương với một sức mạnh đáng sợ, hoặc lén lút tiếp cận con cá mập từ ngay bên dưới và bất ngờ tung ra đòn tấn công vào phía bụng. Trước cú hút đến từng tảng thịt nặng không dưới 4 tấn, cá mập trắng lớn sẽ bị choáng. Tiếp theo, cá voi sát thủ chỉ cần túm lấy con mồi xấu số, lật ngửa nó lên và thưởng thức bữa ăn giàu protein của mình. Điều đáng sợ ở đây chính là việc những con cá voi sát thủ đã nắm rất rõ điểm yếu sinh học của loài cá mập và tận dụng một cách hoàn hảo. Ngoài ra, cá mập được biết đến là một trong những cỗ máy săn mồi hoàn hảo của đại dương. Chúng gần như không có điểm yếu, ngoài trừ việc bị lộn ngược người, chúng sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái tê liệt. Có lẽ sau nhiều lần chạm trán với cá mập trắng lớn, những con cá voi sát thủ nhận thấy rằng nếu chúng lật ngửa được con cá mập sẽ không thể đánh trả, và chúng cũng đủ thông minh để nắm được nhược điểm này sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm săn mồi, biến mình trở thành một cơn ác mộng của bất kỳ loài cá mập nào. Đó cũng chính là điểm đáng sợ nhất của cá voi sát thủ. Chúng vô cùng thông minh, biết cách xây dựng chiến thuật săn mồi từ kinh nghiệm học hỏi được và vận dụng đó vào từng tình huống khác nhau một cách hợp lý. Số 9. Có thể cảm nhận được sự nguy hiểm. Con người chính là loài thống trị trên hành tinh. Chúng ta dễ dàng thuần phục loài động vật to lớn nhất trên mặt đất, biến voi trở thành diễn viên xiếc hay trợ thủ đắc lực cho các công việc nặng nhọc. Ở đại dương, con người đã săn bắt cá nhà tán, một trong những sinh vật lớn nhất trên hành tinh trong hàng trăm năm qua, thậm chí khi một số loài đứng bên bờ tuyệt chủng, và cá voi sát thủ cũng không phải ngoại lệ. Cá voi sát thủ rất thông minh, nhưng chắc chắn chúng không thể thông minh bằng con người. Do đó, rất nhiều con cá voi sát thủ đã phải bỏ mạng dưới tay con người. Trong suốt lịch sử hàng trăm năm của ngành ngư nghiệp và hàng hải, chỉ tính riêng trong vòng 3 năm, từ năm 1978 đến năm 1981, có tới 346 con cá voi sát thủ đã bị tiêu diệt tại khu vực ngoài khơi bờ biển Na Uy. Con số này chỉ dừng lại khi lệnh cấm của chính quyền địa phương được thi hành. Những cá thể may mắn sống sót dường như chưa bao giờ quên điều đó. Và như đã nói, cá voi sát thủ đủ thông minh để rút được kinh nghiệm từ những sự kiện mà chúng trải qua trong đời. Một bầy cá voi sát thủ thường được dẫn dắt bởi một con cái trưởng thành. Và các nhà khoa học cho rằng, chính con cái này đã truyền lại những kinh nghiệm xương máu của mình cho các thành viên khác trong đàn, trong việc biết cách nhận biết và tránh xa những chiếc thuyền đánh cá. Số 10. Ăn 200kg thức ăn mỗi ngày. Hãy tưởng tượng rằng loài này như một tảng băng trôi và đầy quyền lực trên vùng nước lạnh ở Bắc Cực. Những động vật biển sống trên những tảng băng hầu như không có cơ hội trốn thoát khi chúng rời xuống biển và trở thành thức ăn cho một trong những loài ăn thịt hàng đầu của đại dương.
Những con cá voi xét thủ hay còn được gọi là cá hổ kinh, săn mọi thứ từ cá đến hải cẩu, sư tử biển, chim cánh cụt, mực, rùa biển, cá mập và thậm chí là các loài cá voi khác đều nằm trong thực đơn của nó. Tùy thuộc vào mùa và nơi sinh sống, chế độ ăn của nó cũng thay đổi. Một số ăn nhiều cá và mực, nhưng một số khác chủ yếu ăn hải cẩu và chim cánh cụt. Nhưng ở bất cứ đại dương nào trên thế giới thì một con cá voi xét thủ cỡ trung bình có thể tiêu thụ khoảng 227 kg thức ăn mỗi ngày. Số 11. Những vệt trắng trên cơ thể giúp ẩn mình và tấn công. Các nhà khoa học tin rằng các vệt màu trên cơ thể của cá voi xét thủ có thể giúp chúng trốn tránh và tấn công con mồi. Lưng của chúng có màu đen và phần bụng màu trắng. Khi các loài động vật khác nhìn từ trên xuống thì trông chúng chẳng khác gì một con hải cẩu đứng trên tảng băng. Thậm chí cũng có thể không nhận ra chúng vì phần lưng đen của cá voi đang xen với nước ở phía dưới. Mặt khác, phía bụng dưới màu trắng của cá voi xét thủ va chạm với ánh sáng lọt từ mặt biển và điều này càng làm những con vật khác khó khăn trong việc có thể nhận ra chúng. Sự ngụy trang khéo léo trợ cho này có nghĩa là những con mồi như cá, chim cánh cụt và hải cẩu sẽ bỏ qua mối nguy hiểm đang rình rập mà cứ tiếp tục con đường của chúng. Thế rồi, những con vật xấu số này sẽ trở thành bữa ăn của cá voi xét thủ lúc nào không hay. Số 12. Cá mập trắng cũng phải rén. Cá mập trắng được xem là một trong những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất trên đại dương. Với cơ thể to lớn, tối ưu cho tốc độ, cá mập trắng thích nghi một cách hoàn hảo với môi trường của chúng. Ấy thế, nhưng một số nghiên cứu theo dõi chuyển động của cá mập trắng lại cho thấy những sinh vật này sợ cá voi xét thủ. Theo đó, khi một tớp cá voi xét thủ di chuyển vào lãnh thổ của cá mập ngoài khơi California, cá mập trắng liền sơ tán ngay lập tức và một trong số chúng chẳng dám quay lại vào suốt vài tháng sau. Như đã nói bên trên thì khi lật ngược cơ thể, cá mập trắng bước vào một trạng thái được gọi là chết cứng, tonic immobility. Về cơ bản giống như rơi vào hôn mê vậy, cá voi xét thủ đã lợi dụng trạng thái này lật ngược cá mập trắng và giữ chúng như vậy cho đến khi con mồi chết vì đuối nước, rồi sơ tái lá gan của cá mập và bỏ đi. Số 13. Tấn công cả cá nhà táng. Cá nhà táng là một trong những loài thú có vú sống dưới nước lớn nhất trên thế giới. Chúng thường đi săn ở những khu vực dưới đáy đại dương và có thể nhìn thở hơn 2 tiếng liên tục. Ấy thế nhưng, cá nhà táng lại bị săn lùng bởi cá voi xét thủ và chúng tỏ ra khá sợ hãi trước những tớp cá voi này. Thay vì tấn công, cá nhà táng bị vây ráp bởi một tớp cá voi xét thủ sẽ tìm cách co cụm lại để tạo thế phòng thủ. Một tình huống như vậy từng diễn ra ở ngoài khơi Sri Lanka khi một nhóm 5 con cá voi xét thủ tấn công 6 con cá nhà táng, sử dụng tốc độ kinh khủng của mình để hút vào cá nhà táng từ mọi hướng, đồng thời cắn đối thủ mỗi khi có cơ hội. Và dù rằng cá nhà táng có thể tiêu diệt cá voi xét thủ chỉ bằng cách vẫy đuôi, chúng dường như không muốn chiến đấu. Sau hơn nửa giờ, có vẻ như cá voi xét thủ đã chia tách được một con cá voi con ra khỏi bầy và nhấn chìm nó hoặc ăn thịt con mồi xấu số. Số 14. Ăn bất cứ thứ gì ngay cả chim. Một số nhóm cá voi xét thủ ở một số khu vực nhất định lại nổi tiếng vì ăn tạp, thay vì chỉ có một loại con mồi cụ thể. Những nhóm này sẽ ăn bất kỳ thứ gì chúng có thể tìm thấy. Trên toàn cầu, các nhà sinh vật học hải dương đã quan sát được chúng sơ tái 140 loài động vật khác nhau, bao gồm hơn 50 loài thú có vú sống dưới biển khác. Đặc biệt, cá voi xét thủ sống ở Nam Cực còn đi săn và ăn chim cánh cụt. Nạn nhân của chúng là những con chim cánh cụt cỡ nhỏ, và vị trí yêu thích của chúng là phần thịt ức. Chúng thường ti mẫn lọc bỏ da và lông, đôi lúc nhờ sự trợ giúp của những con cá voi xét thủ khác. Hành vi này được các nhà khoa học đánh giá là cực kỳ bất thường. Cá voi xét thủ có thể chỉ thu được gần 1 kg thịt từ mỗi con chim cánh cụt. Bởi như đã nói, chúng có thể ăn hàng trăm kg thức ăn mỗi ngày. Việc chọn lựa kỹ càng như vậy có vẻ không hợp lý lắm xét về hành vi sinh tồn. Số 15. Những nét văn hóa độc đáo. Có lẽ là một trong những sự thật thú vị nhất về cá voi xét thủ là chúng có những nét văn hóa vô cùng độc đáo. Giống như loài người, những nhóm riêng lẻ sống trong các khu vực khác nhau, kể cả những tớp sống trong cùng khu vực có âm vật, cách phát âm và thói quen riêng. Một nghiên cứu về 4 bầy cá voi xét thủ định cư ngoài khơi British Columbia và Washington đã cho thấy mặc cho khu vực sống gần nhau, có lúc chồng lẫn nhau, mỗi bầy lại có một ngôn ngữ độc đáo riêng. Những đặc điểm khác biệt khác bao gồm một số cá voi xét thủ thích đến gần bờ biển. Chúng cố tình trà cơ thể vào những viên đá cuội ở các bãi nông, trong khi khác ở gần đó không có hành vi tương tự. Cá voi xét thủ nổi tiếng vì rất tinh nghịch và thậm chí còn nghĩ ra những nghi thức chào đón nhau nữa. Vừa rồi, mình và các bạn đã cùng đến với những sự thật thú vị về cá voi xét thủ, một loài động vật có vú mang đến ác mộng cho các cư dân của đại dương trên hành tinh. Các bạn thấy sao về sinh vật này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé! Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Ultraxa trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.